Dạ, cảm ơn anh đã tin tưởng chọn chiếc Airblade của Honda Việt Nam. Dạ, anh có biết Honda Việt Nam đã có chương trình thành viên Honda Plus không ạ? Thành viên Honda Plus là chương trình độc quyền tại các cửa hàng Honda uy nghiệp, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Đây là dịch vụ chăm sóc đặc biệt dành riêng cho khách hàng sở hữu xe máy Honda Việt Nam, gồm xe mới và xe đã qua sử dụng không quá 3 năm. Tham gia Honda Plus, thành viên sẽ được hưởng các quyền lợi sau. 1. Được nhận thông tin và bản tin về chương trình Honda Plus. 2. Được nhận các thông tin về bảo hiểm và tài chính. 3. Được cập nhật thông tin về các hoạt động của công ty Honda Việt Nam. 4. Được tham gia miễn phí khóa đào tạo lái xe an toàn do công ty Honda Việt Nam và các cửa hàng uy tín tổ chức. 5. Được hưởng quyền lợi bảo hiểm dành cho xe máy của Honda Việt Nam trong các trường hợp sau: xe bị cướp, trộm cắp có chứng cứ, xe bị cháy nổ, tai nạn nếu tổng thiệt hại vượt quá 75% số tiền bảo hiểm, tử vong do tai nạn của thành viên trong khi đang lái xe hoặc ngồi sau xe máy được bảo hiểm, và đặc biệt xe bị mất không rõ nguyên nhân. Honda Plus là chương trình thành viên của Honda Việt Nam, một thương hiệu uy tín và lâu đời. Tôi tin rằng khách hàng luôn luôn được ưu tiên hàng đầu và được đảm bảo về quyền lợi tốt nhất. Tôi rất an tâm khi sử dụng xe máy của Honda Việt Nam. Alo, công ty Cosmos Việt Nam xin nghe ạ. Vâng, xin anh an tâm ạ. Quy trình bồi thường theo các bước sau: bước 1, trình báo công an sớm nhất và trong thời gian 7 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất. Bước 2, thông báo cho Cosmos Việt Nam sớm nhất và không quá 30 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất theo đường dây nóng 0835202934. Bước 3, chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ. Sau khi nhận được sự hướng dẫn của Cosmos Việt Nam, khách hàng chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ và nộp lại cho Cosmos Việt Nam. Bước 4, nhận tiền bồi thường. Khách hàng sẽ nhận được tiền bồi thường sau khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ trong vòng 30 ngày đối với mất không rõ nguyên nhân, trong vòng 15 ngày đối với các tổn thất còn lại. Dạ, em xin chào anh ạ. Công ty Cosmos Việt Nam vui mừng thông báo hồ sơ của anh đã được giải quyết xong. Xin mời anh sắp xếp thời gian lên nhận bồi thường ạ. Dạ, em xin chào anh ạ. Chúc mừng anh. Cảm ơn. Cảm ơn anh đã tiếp tục tham gia chương trình thành viên Honda Plus. Đây là thẻ thành viên mới của anh. Chúc anh có những hành trình an toàn cùng Honda Plus. Khi bị mất xe, tôi rất buồn và lo lắng. Vì đó là phương tiện đi lại của gia đình và là chiếc xe mà tôi yêu quý. Chỉ khi chính mình bị mất xe, tôi mới thực sự cảm nhận được giá trị và quyền lợi của thẻ thành viên Honda Plus. Cảm ơn đại lý ủy quyền của Honda Việt Nam đã tận tình tư vấn và giới thiệu chương trình thành viên Honda Plus đến khách hàng. Cảm ơn công ty Cosmos Việt Nam đã chia sẻ, hỗ trợ và giúp tôi hoàn thành tốt hồ sơ bồi thường. Cảm ơn Honda Việt Nam đã mang đến một chương trình rất thiết thực. Honda Plus giúp tôi an tâm hơn trước những bất an trong xã hội và giúp tôi tin tưởng hơn vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Ba có mua cho em một chiếc xe máy Honda hiệu Airblade. Nhưng mà khoảng 2 tháng trước thì do một lần sơ suất đi ăn cùng với bạn vào buổi trưa, em đã vô tình bị kẻ gian lấy mất chiếc xe. Lúc đó thì em rất là hoảng sợ và lo lắng nên em đã điện thoại về cho ba. Nhưng mà ba nói em cứ yên tâm bởi vì ba có đăng ký làm thành viên của chương trình Honda Plus Việt Nam. Nên ngày hôm sau thì gia đình em đã liên lạc với bên công ty Cosmos Việt Nam. Các anh chị bên công ty đã rất là tận tình chỉ dẫn em làm các thủ tục để hoàn tất cái quá trình để nhận bồi thường. Thì khoảng một tháng sau là em đã nhận được tiền bồi thường. Lúc đó thì gia đình em rất vui và sung sướng, nên gia đình em rất là cảm ơn chương trình Honda Plus của Honda Việt Nam. Và cảm ơn mấy anh chị bên công ty Cosmos rất là nhiều.
Vào tháng 2 năm 2013, tôi có đến cửa hàng xe gắn máy do Honda ủy nhiệm. Tôi có mua một chiếc xe 150i để sử dụng. Sau thời gian tôi xài được 5 tháng, tôi đi công chuyện tại Hóc Môn đi mua điện đồ điện tử, thì tôi có sơ ý bị kẻ gian lấy mất. Sau khi bị mất, tôi đã có cái thẻ thành viên của Honda First Plus, và tôi được cửa hàng hướng dẫn tôi đến công ty Cosmos Việt Nam và được hướng dẫn làm thủ tục bồi thường. Tôi rất cảm ơn công ty Honda Việt Nam, tôi rất cảm ơn công ty Cosmos Việt Nam đã hỗ trợ cho tôi và bồi thường số tiền hôm nay tôi đã mua lại chiếc xe khác. Cái sự tin tưởng nó đạt tới mức độ mà tôi mừng, và tôi nói với bạn bè của mình là tôi nói với cả nhà là mua xe nữa, sẽ mua cái thẻ này. Thì khi mà lên nhận tiền thì cũng tới cái ngày nhận tiền bắt đầu mới tin sự thật. Và sau đó thì tôi mua xe, và tôi lúc ngày cứ hỏi cô Vi là khi nào cái thẻ đó thật sự phát hành để bán cho khách hàng á. Thì tôi muốn nói cái lời cảm ơn với Cosmos cũng như Honda đã có cái chương trình này á. Thì bữa nay cũng được mời lên thì giống như là một cái sự cảm ơn mà tôi dành cho chương trình. Rất là vui, và chương trình này rất là hiệu quả. Sáng ngày 20 tháng 6, cả gia đình chúng tôi đang đi du lịch ở Vũng Tàu. Thì cái trộm đã đột nhập vào gia đình trong nhà, lấy đi một số tài sản, trong đó có chiếc xe Everlast. Thì trong lúc mua xe thì được nhân viên của công ty tư vấn mua Honda Plus. Thì về tôi cũng lục tìm chiếc thẻ và đã được công ty Mercos tư vấn làm các thủ tục cũng nhanh chóng. Sau 2 tuần thì đã làm bồi thường xong. Thì cũng rất cảm ơn công ty đã hoàn thành nhanh chóng để gia đình chúng tôi được nhận tiền bồi thường. Sau đó thì tôi đã quay lại cửa hàng Honda để mua lại chiếc xe Everlast, và cũng được tham gia chương trình Honda Plus. Đầu tháng 5 vừa qua tôi có đi chuyến du lịch ở xa. Thì trong khi chuyến du lịch này tôi mới nhận được một cuộc gọi từ người nhà gửi ra, đó là kẻ trộm đã đột nhập vào nhà lấy mất chiếc xe của mình, hiệu Everlast. Thì trong đó lập tức tôi quay trở về nhà để làm hồ sơ thủ tục báo lên công an phường xã. Thì sau khi báo lên công an phường xã xong thì tôi mới nhớ rằng thì là mình là một trong những thành viên của Honda Lớp Việt Nam. Thì khi đó tôi mới trực tiếp gọi lên đường dây nóng của Cosmos Việt Nam mình, thì được tất cả các nhân viên ở đó hỗ trợ rất là nhiệt tình để tôi làm thủ tục hồ sơ. Thì khi làm thủ tục hồ sơ đầy đủ thì đúng 30 ngày sau tôi đã nhận được số tiền của Honda Plus Việt Nam chuyển vào tài khoản của mình. Thì khi nhận được số tiền này thì cảm thấy rất là vui, mà không nghĩ rằng mình nhận lại được chiếc xe mình đã bị mất. Cứ nghĩ là nó đã mất rồi. Nhưng khi nhận được như vậy thì tôi nghĩ rằng một điều, hy vọng là tất cả công dân Việt Nam đều có thể biết được chương trình Honda Plus Việt Nam như thế này, để ai cũng có thể sử dụng được chiếc xe mình một cách an tâm và hiệu quả hơn.